Xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến video tiếp theo của mình. Ngày hôm nay công việc thất thu rồi các bạn ơi. Nay cúp điện rồi, không có làm được. Nên là rủ Đạt đi đổ vớn. Coi có con gì không, mình về mình làm ăn cơm nha. Xin chào. Các bạn theo dõi nha. Lò than miếng gáo nha các bạn. Xuống cái cuối cùng mình đổ dài lên nha. Làm gì á? Mang dài. Lỗ xịn mà mang dài ba. Không mang dài đạp con đèn biết giờ sao? Đèn. Cái này cá nhiều lắm, con đèn cũng nhiều lắm. Giờ mình phải mang dài lỗ xịn bạn ơi. Chứ gì người ta cũng dục dưới sông hết trơn á. Đi đạp chết luôn. Gió quá. Không giờ mình có mấy cái vớn đạt 17 cái hả? Coi. Ồ, mới đổ con cá như đây các bạn, cái bạc quá trời luôn à. Cá không trứng nè. Cái được nào kho tiêu. Em. Coi có con gì vô không? Đồ đồ cây đào phộng dạ.
xa cá bá không đã không đổ rồi đổ rồi đổ rồi nó bắt ra chứ sao đổ ơi chứ sợ có cá vô mẹ nữa nè chết chắc hả chết đâu chết cái hồ sống nó mới chín nè mấy ký nay mình chia sẻ về bản thân những thành viên người nhà quê cho các bạn biết nha. Ba tụi mình đều là ở Bến Tre, ở hai người thì ở huyện Châu Thành, còn một người thì ở Bình Đại, giáp ranh Châu Thành. Mình là chủ kênh, tên là Phúc, còn kia là Đạt. Còn cái nhân vật nhỏ nữa là tên là Khang. Phúc sinh năm 91 nha. Còn bạn Đạt sinh năm 89. Còn Khang thì sinh năm 2001. Đó, có ba anh em à. Nhà ở cận sông vậy nè, cho nên là nghĩ ra cái ý tưởng là ba anh em làm video về sông nước ở quê mình. Đối với bạn ở thành phố rồi ở nước ngoài theo dõi, coi có ai nhớ quê nhớ nhà không. Các bạn nhớ ủng hộ kênh tụi mình nha. Có ai có chị hay gì đó hay em gì đó là mai cho bạn Đạt tôi coi. Bạn Đạt tôi chưa có bạn gái nha. Mất tiêu rồi. Bị ghe tóc vô đây rồi. Bạn Đạt nó mà ở mình cũng buồn quá. Các bạn có ai làm mai cho bạn Đạt mình nha. Nick Facebook thì mình sẽ để trên màn hình cho các bạn luôn. Ba thành viên, có ai có ngẫu hứng muốn kết bạn làm quen á thì add Nick Facebook các bạn nha. Gác không hả? Đem lại cho coi thành quả coi. Đem lại đây cho coi chứ. Ây dạ. Bệnh mà lội xong kiểu này chừng nào hết bệnh. Dạ dạ phải chịu đi chú ơi. Ây dạ. Chú vợ nhà lấy gì ăn. Mày đói rồi. Ba ơi nặng. Trời ơi gác không ông nội ơi. Nói năm thùng có con nó gõ chút gì nhà mình đổ rồi cho các bạn coi nha. Thấy cũng bộ mà nè. Nè là trúng bánh rồi. Đây là phụ mẫu của Đạt nha. Nhiều chưa? Các bạn thấy nhiều chưa? Mình có bán khô cá lòng tâm nha các bạn ơi. Các bạn mua ủng hộ nha. Nhiêu ký tự? 300. 300 ngàn một ký khô cá lòng tâm mần sẵn phơi khô luôn.
con cá này thả vô ha. Ơi, cá này. Quá trời luôn. Rồi, đây là mình đã lựa xong hết rồi các bạn ơi. Gạo gạo nếp nếp rồi nha. Tông nè. Nếp bạc nè nha. Có mè. Cá ống trứng. Rồi, mình sẽ ăn cái này. Cá này mần làm gì ăn đạt? Kho tiêu hả? Ừ. Rồi. Ăn 8 chén cơm á. Ăn hết một cơm thôi luôn. Cơm nấu nhóc. Rồi, giờ mình ướp của mình kho các bạn ơi. Trời ơi. Góc vừa xong bằng cha. Chót, trời. Muốn tính luôn giờ mày. Xí nước màu nha. Nước màu nó kẹo. Nó không ra ta. Rồi. Nghe đầy mà. Nó tạo cái ốc này. Này nước màu dừa các bạn. Bỏ thêm vô cho cái con cá nó có màu vàng tươi, đẹp tự nhiên. Cá kho tiêu siêu cay. Tiêu đâu? Tiêu chút con nhắc nó mới bỏ vô mà. Dạ, rồi, lên lửa, lên lò lửa nha nha. Rồi, xong, mời cả nhà dùng cơm nha. Trưa rồi, đói bụng rồi các bạn ơi. Cá kho tiêu, cơm lực. Hồi nãy mình có ra vườn mình hái mớ càng cua với rau cải trời nè. Hả? Thấm. Rồi, mời cả nhà ăn cơm. Hết sạch. Thôi xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau nha. Bye bye.